Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup nhận token có cái hiệu là BNB iGroup. Một token này đã có mặt đã list trên sàn BNC, KuCoin, Uniswap, Hotbit. Đây là những cái bốn cái sàn cũng khá là lớn các bạn. Này chương trình iGroup này, khi tham gia chương trình iGroup này các bạn sẽ nhận 0.01 token BNB. Giá 0.01 này là khoảng 50 đô người ta các bạn. Còn chương trình này nó sẽ end là 6.000 người các bạn, nên các bạn là gặp một cái clip này nên các bạn làm liền các bạn. Rồi để tham gia giá các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn làm nhiệm vụ như sau nữa. Các bạn join vào kênh Telegram channel của nó các bạn. Đây thì khi nào mà các bạn join vào các bạn thấy mục này là 6.000 người thì các bạn nên bỏ cái giá này cũng được, hoặc các bạn làm được cầu ăn may các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ end 6.000 người thôi. Đây hiện giờ 5k1 nha. Rồi các bạn join vào các bạn. Sau khi các bạn join vào các bạn bắt đáp lên các bạn. Nó khá là đơn giản các bạn. Để nhận được để tham gia dự án iGroup này các bạn cần mời tối thiểu là một người bạn nha các bạn. Các bạn nào có hai máy thì tự chat nha các bạn. Rồi. Đây là cái link form, các bạn lấy cái link form này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm để được một đồ ghép các bạn. Cái mã giới thiệu là cái username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn điền địa chỉ email nè. Các bạn địa chỉ email ảnh nhân Quỳnh nè. Rồi username Telegram các bạn cho anh xào, các bạn vào setting copy địa chỉ username của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với RC20 với chút wallet, Mesa wallet ra các bạn. Rồi các bạn, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha tất cả các bạn. Rồi các bạn mở lên bom này nè. Rồi bạn bắt ở đây nha các bạn. Cái máy của mình nó quá tự tin nhắn thì nó ghét. Rồi các bạn giác vào nha các bạn. Rồi cái chỗ ghép phơ này thì các bạn điền giùm mình là a còng anh 1113, các bạn bấm gỡ rồi ok xong các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình có để dưới phần link mô tả đó các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.